Hoài và Trung Khang kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ ba ngày 21 tháng 6 năm 2016 với một số tin tức đáng chú ý. Một nhà báo Việt Nam bị thu hồi thẻ nhà báo sau khi đăng tải trên mạng câu hỏi về việc hai chiếc máy bay rơi. Công ty vận tải biển Trung Quốc sẽ thực hiện những chuyến tàu du lịch đến Biển Đông trong tháng tới. Kính thưa quý khán thính giả, một nhà báo Việt Nam bị thu hồi thẻ nhà báo sau khi đăng tải trên mạng một bài viết bị cho là xúc phạm quân đội nhà nước về việc hai chiếc máy bay rơi vào tuần trước. Quyết định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ký và đăng trên trang nhà của chính phủ cuối ngày hôm qua. Người bị thu hồi thẻ nhà báo là nhà báo Mai Phan Lợi, công tác tại báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Ông này đã viết một dòng status trên Facebook của diễn đàn nhà báo trẻ dưới hình thức đặt câu hỏi vì sao máy bay CASA tan sát, và nói thêm rằng có khả năng nó bị bắn rơi hoặc là do chất lượng kém và tham nhũng trong quân đội gây ra. Lời bình phẩm của nhà báo này bị cho là xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của quân đội nhân dân Việt Nam và gây tổn thương cho các gia đình quân nhân đã chết trong tai nạn máy bay. Nhà báo Mai Văn Lợi sau đó đã lấy comment của mình ra khỏi trang mạng và đăng lời xin lỗi vì đã dùng những từ ngữ không chính xác và làm tổn thương những người liên quan. Nhà báo tự do đoan trang trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Gia Minh về vụ việc này cho biết. Bởi vì sự khảo sát của ông Mai Văn Lợi, ông cũng không khẳng định cái gì cả. Nguyên nhân rơi, nhưng một số người cho là nó phản cảm. Nhưng thực ra chiếc casa sa 212 đã tan tành thật. Xin được nhắc lại, tất cả cơ quan truyền thông ở Việt Nam đều do nhà nước quản lý, nên việc một nhà báo lỡ lời sẽ thành nạn nhân của cơ quan báo chí là điều dễ hiểu. Ông Mai Phan Lợi trước đây đã từng đại diện tổ chức xã hội dân sự vào gặp Tổng thống Obama khi ông này sang thăm Việt Nam vào tháng trước. Dư luận nghi ngờ rằng đây có lẽ là lý do chính khiến ông bị cơ quan quản lý báo chí trù dập tiếp tục bản tin tối nay thưa quý vị công ty vận tải biển cosco do nhà nước trung quốc sở hữu sẽ thực hiện những chuyến tàu du lịch đến biển đông trong tháng tới theo tin reuters nhận được từ truyền thông bắc kinh vào ngày hôm nay thì con tàu đầu tiên sẽ khởi hành từ thành phố tam á phía đông nam của trung quốc đến quần đảo hoàng sa quần đảo hoàng sa còn được gọi là đảo tây sa ở trung quốc cũng là khu vực đang tranh chấp chủ quyền giữa việt nam và đài loan Tờ China Daily News dẫn lời ông Su Lirong, chủ tịch công ty, cho biết trong cuộc họp báo cuối tuần qua về kế hoạch đưa tàu du lịch đến Biển Đông là nhằm kích thích nền kinh tế địa phương thông qua việc phát triển du lịch, dịch vụ hậu cần và các cơ sở hạ tầng. Trước đây vào khoảng tháng 4, một công ty vận tải lớn nhất của Trung Quốc đã ký hợp đồng với Tổng Công ty Du lịch Quốc gia và Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc để lập ra công ty vận tải biển chuyên cung cấp các chuyến du lịch đưa khách đến biển Nam Trung Hoa. Cũng liên quan đến Biển Đông, tư lệnh hạm đội Tây Indonesia lên tiếng chỉ trích Trung Quốc, gọi việc Bắc Kinh đưa tàu cá xâm nhập hải phận Indonesia là một thủ đoạn được Trung Quốc thực hiện với mục đích dần già sẽ tự nhận chủ quyền ở quần đảo Natuna. Hôm nay, khi tiếp xúc với báo chí, đề đốc Toko Tokorosman của Hải quân Indonesia nói rằng, Ông nghi ngờ Trung Quốc dàn dựng chuyện đưa tàu đánh cá vào hải phận quần đảo Natuna của Indonesia vì theo ông, chuyện đó phải được Bắc Kinh đồng ý thông qua. Ông gọi đó là một thủ đoạn của Trung Quốc, khởi đầu bằng sự hiện diện của tàu cá, bước kế tiếp sẽ là tự nhận có chủ quyền. Phát biểu này được tư lệnh hạm đội Tây Indonesia đưa ra để nói về trường hợp mới xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước, khi hải quân nước này phải nổ súng để đuổi tàu cá Trung Quốc đang hoạt động bất hợp pháp trong lãnh hải của Indonesia. Bắc Kinh nói rằng một ngư dân của họ bị thương. Nhưng Jakarta cho biết, binh sĩ Indonesia chỉ nổ súng cảnh cáo, không gây thương tích cho ai cả. Và bản tin cuối cùng liên quan đến hôm nay, tòa án Seoul đã mở phiên xử đặc biệt để cứu xét xem chính phủ có vi phạm luật khi giam giữ những người bắt hàng đào tị hay không. Phiên tòa diễn ra sau khi một nhóm luật sư nhân quyền nộp đơn kiện cho rằng chính phủ đã phạm luật khi bắt giữ 12 nữ tiếp viên làm việc cho một nhà hàng ở Trung Quốc, rồi nói rằng những người này đào tị xin được ở lại miền Nam. Trong khi đó, khi trình bày trước tòa, đại diện cơ quan an ninh Nam Hàn nhấn mạnh nhóm phụ nữ này tự ý xin tị nạn, đang được chính phủ hỗ trợ tối đa để hội nhập cuộc sống mới. Cơ quan an ninh Nam Hàn cũng cho hay cả 12 người đều không muốn xuất hiện vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến gia đình của họ đang còn ở miền Bắc và không muốn trở thành sự chú ý của dư luận. Xin thưa thêm nhóm 12 phụ nữ này đến Nam Hàn hồi tháng 4 vừa qua. Ngay sau đó, Bình Nhưỡng nói rằng cả nhóm bị bắt cóc và gia đình của họ nhờ toán luật sư nhân quyền Seoul nộp đơn kiện với lý do chính phủ Nam Hàn đã bắt cóc giam giữ người trái phép. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rf 3 việt net Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ á châu tự do.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của đài bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Hòa Ái và Trung Khang xin kính chào tạm biệt. <laughs>